Mày là thằng chồng khốn nạn nghe chưa? Mày suốt ngày cặp bồ cặp bịch, mày lấy lý do nọ lý do kia để đi. Đi thì đi làm sớm, về thì về muộn. Bồ bịch mày... mua bồ bịch. Mày chở nó phải không? Ừ? Thôi đi về, về đi, về nhà nói chuyện sau. Ở ngoài không đường, về, ngoài chợ này. Không về, hôm nay tao phải xử lý. Đến nơi đến chốn. Thôi em nhá. Đi về đi. Em lấy xe. Mày đứng lại đấy. Mày đứng lại đấy, tao không cho mày đi. Mày đứng lại đấy. Em lấy xe về chưa đi. Con kia, mày đứng lại đấy. Tao chưa tha cho mày nghe chưa? Đi đi về đi. Tao chưa xử lý mày đâu đấy. Mãi mới bảo uống rượu.
rượu mà. Về nhắn tin nhắn riêng thì điện thoại có xóa thì nhắn luôn đấy. Thôi nhớ phát hiện là đã chết rồi. Bà đây anh đặt tiền. Đi, tao hẹn ra đây em cầm cho anh. Thank you.
Mày đi đâu thế này hả? Mày bảo đi uống rượu liên hoan bạn bè với cơ quan, mày đi ra đây được không? Về cái gì mà về? Thôi đi về không nói nữa. Tránh ra kia để tao xem. Đi về. Mày bỏ ngay cái kính của cái xe à? Thôi. Tao điên lắm rồi đấy nhá. Thôi. Đi về. Mày đi ra kia. Đi về. Phút ra kia. Đi về. Bỏ ngay không phải bỏ kính. Đi về. Đi đâu thế này? Bà đi uống rượu mà thế này phải không? Đi về. Về cái gì? Mày đánh ra kia. Tao xử mày sau để tao xử con này trước. Thôi. Mày là đứa nào? Tao điên lắm rồi, tao nghe rồi nhá. Tao phải cài định vị tao mới biết chúng mày ở đây, nghe chưa? Không thì chắc là chẳng bao giờ biết được đâu. Thôi, đi ra kìa. Mày đi ra. Đi về. Không về, tránh ra để tao xử lý nó. Đi về. Tao sẽ xử lý nó một trận. Con này láo đi á, về mày mà. Bỏ khẩu trang ra. Đi về. Đi ra. Đi mày về. Mày bỏ khẩu trang ra. Về nhà nói chuyện, bây giờ đang ở giữa đường, giữa chợ này. Chợ cái gì? À? Mày đi cặp bồ như thế. Đi về. Tính ra kìa. Đừng ở người giữa đường, giữa chợ người ta cười cho. Hoa nữa à? Tặng hoa nữa à? Từ ngày mày đi tao vậy, có bao giờ mà tặng hoa cho tao đâu. Thì bây giờ mày mua hoa cho bồ hả? Tính ra kìa. Bảo đi về. Đừng có để tao phải điên lên. Đi về. Mày là thằng chồng khốn nạn nghe chưa? Mày suốt ngày cặp bồ cặp bịch. Mày lấy lý do nọ, lý do kia để đi. Đi thì đi làm sớm, về thì về muộn. Bố thì ra về mày... thì mua bùi. Mày chở nó phải không? Thôi đi về. Về đi, về nhà nói chuyện sau. Ở ngoài không đường, về. Ngoài chợ này. Không về. Hôm nay tao phải xử lý. Đến nơi đến chốn. Thôi em nhá. Đi về đi. Em lấy xe. Mày đứng lại đấy. Mày đứng lại đấy, tao không cho mày đi. Mày đứng lại đấy. Em lấy xe về chưa đi. Con kia, mày đứng lại đấy. Tao chưa tha cho mày đi nghe chưa? Đi về đi. Tao chưa xử lý mày đâu đấy. Đi về đi, lấy xe về đi. Thôi đi về, về nhà nói chuyện. Mày bỏ tao ra, không có chuyện trò gì hết. Tao về không nhà, chuyện trò gì hết nhá. Em lên nha. đi về. Điên lắm rồi đấy. Tiền nong mày đưa hết cho nó đúng không? Làm gì đi làm tiền. Được bao nhiêu tiền mày đưa cho nó đúng không? Làm gì có tiền. Mấy đó. Tháng nay mày đưa cho tao mỗi tháng được bao nhiêu tiền? Được có mấy trăm nghìn, không đủ tiền sữa cho con. Con kia, mày đứng lại. Đi về đi. Về cái gì? Thôi, tao nói về. Cho mày biết nhá. Đây, giữa đường, giữa chợ nói, về nhà có gì nói. Đi. Sao? Thì bây giờ mày xấu hổ à? Mày biết ngại rồi cái gì? Thôi, tao nói cho mày biết nhá. Bao nhiêu lần, bao nhiêu tin nhắn tao đọc hết, tao biết hết rồi nghe chưa? Nên là tao mới cài định vị vào xe máy của mày nhá. Thế mà mày biết là tao cài định vị đúng không? Nên mày để xe máy gửi ở quán cà phê cái gì? Để mày đi một xe ra đây cái gì? Mày tưởng tao ngu à? Thôi, cái gì? Đi cặp bồ thì không biết xấu hổ. Giờ thì xấu hổ cái gì? Xin. Sao? Thế ban nãy to mồm lắm cơ mà. Bây giờ xin xỏ cái gì? Ôi, không xin xỏ gì hết. Không về. À, về cái gì? Được rồi. Về nhà, tao để sẵn đơn đi gì đấy. Mày ký vào đấy cho tao nhá. Xong rồi đi luôn ra khỏi nhà. Nghe chưa?